Hồ Tịnh Tâm, một trong 20 cảnh đẹp đất Thần Kinh xưa, nơi các vua triều Nguyễn thường ra đây thưởng ngoạn cảnh đẹp và để thơ, cũng chính là địa danh gắn liền với sản vật sen Hồ Tịnh nức tiếng một thuở. Thế nhưng trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, sen Hồ Tịnh đã dần biến mất, nhường chỗ cho những lớp bèo lục bình phủ khắp mặt hồ. Và những giống sen nội nhập dần xuất hiện, thay thế vị trí của sen Huế. Và mình có những lúc ước ao rằng là khi mà mình bước vào nội thành, khi đi qua các cái hồ đó, thì những hồ sen đó phải sạch và trong veo và dưới đó phải có sen Huế. Thì nó sẽ làm cho Huế có một bản sắc rất riêng, không thể chỗ nào có được. Cô Hoàng Thị Kim Hồng, giảng viên trường Đại học Khoa học Đại học Huế, đã có khoảng thời gian tu nghiệp ở Nhật Bản 8 năm. Sau mỗi chuyến về thăm nhà, khi trở lại nước bạn, cô thường chọn hạt sen làm quà dành tặng thầy của mình. Và có một điều luôn khiến cô trăn trở khi chọn quà. Thứ nhất là không có thương hiệu và thứ hai nữa không có đắt. Bên cạnh đó, lúc mà trở về Huế, sống ở Huế thì đi xung quanh cả cái nội thành thì thấy nhiều cái hồ sen là nó không có mỏng sen để mọc. Và mình đi trên đường phố mình cũng hay băn khoăn là không biết là ở tỉnh Thừa Thiên Huế mình có bao nhiêu cái địa điểm họ trồng sen. Và hiện nay là có bao nhiêu giống sen người ta đang trồng ở Huế và có những cái giống sen nào của Huế, lượng sen đó nó còn tồn tại bao lâu và làm thế nào để mình có thể là khôi phục được cả cái giống sen đó và phát triển trồng trên những cái hồ sen và cho cái sen Hồ Tịnh là nó vẫn phải phát triển. Với những trang trở đó, cô Hoàng Thị Kim Hồng cùng cả công sự đã quyết định thực hiện đề tài nhằm phục hồi và phát triển mô hình hồi sinh các giống sen Huế tại Hồ Tịnh Tâm. Thời gian gần đây thì ở Huế người ta hay trồng cái sen cao sàng và một số các cái giống sen của Đông Tháp. Vì cả cái sen đó là nó mang tính thương mại, nó kinh doanh chủ yếu là trồng từ hạt và nó có sức chống chịu khá tốt cho nên dễ trồng. Và người dân Huế họ không lưu tâm lắm đến cái sen Huế, cho nên dần dần nó bị mất mái một và thoái hóa giống dần đi. Cho nên là mình rất muốn là khôi phục cả cái giống sen Huế đó để mà mình trồng lên cái Hồ Tịnh Tâm, để mình tạo ra một cái phong cảnh mà nó là đặc trưng riêng của Huế, nó gắn liền với cái bản sắc của sen Huế chứ không phải là sen nhập từ nơi khác về. Sau nhiều cuộc rong ruổi khắp địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhóm tác giả đã khảo sát được 66 điểm trồng sen, thu thập mẫu, xây dựng sơ đồ mối quan hệ họ hàng của các giống sen. Trong 6 giống sen được điều tra, có 5 giống bản địa có nguồn gốc và tên gọi gắn liền với mỗi địa phương. Sen Hồng Vân Thanh, sen Hồng Phủ Mồng, sen Hồng Gia Long, sen Trắng Trẹt Lõm, sen Trắng Trẹt Lồi. Giống sen thứ 6 là sen Hồng Đồng Tháp, được trồng khá nhiều ở Huế trong giai đoạn trước đây. Một vườn ươm trồng và nhân giống 6 giống sen này đã được thiết lập nhằm tuyển chọn các giống tiềm năng đưa vào trồng ở khu vực Hồ Tịnh Tâm. Trên phần diện tích 1.000 m² của hồ, nhóm tác giả và người dân đã tiến hành vệ sinh xử lý trước khi thả các giống sen. Năm nay thì lại là trên cả cái hồ sen thì bèo tấy nó phát triển rất là mạnh. Nhưng mà sau đó thì bọn mình vớt bèo, trục xuất hết bèo ở trên cái Hồ Tịnh Tâm và cải thiện mặt nước xong rồi thì trong 3 cái giống sen ở Huế mà mình tuyển chọn được đó là sen đỏ ợt, sen phủ mồng và sen trắng thì hiện nay là 3 giống sen là sinh trưởng phát triển rất là tốt và khi mà mình đi ngang cái Hồ Tịnh là mình thấy hoa nở rất là đẹp. Và nói chung là khi mà nhìn được cái thành quả như vậy thì cũng rất là vui và bây giờ rất muốn là làm sao mà bảo tồn được các giống đó và phát triển nó lên mạnh hơn. Đưa sen Huế về lại Hồ Tịnh Tâm thì là điều rất mừng. Mà hầu như là không phải một mình tôi mà cầu hết là ai cũng vậy. Người ta cũng rất thích tại vì cái hương vị nữa là cái hương vị đặc trưng của Hồ Tịnh Tâm. Nói chung là cái lượng hạt sen ở tại Hồ Tịnh Tâm nó rất tốt. Nhưng cái sản lượng của hắn thì tuy rằng nó không bằng
là cao sản, nhưng mà sản lượng kinh tế về nói về hiệu suất kinh tế thì là cũng tương đương với nhau. Ngoài ý nghĩa tạo cảnh quan đẹp, mở ra triển vọng phát triển loại hình du lịch sinh thái thượng nguồn sen Huế trên hồ Tịnh Tâm, nhiều sản phẩm làm từ sen cũng đã khẳng định được giá trị và thương hiệu của mình. Hạt sen Huế, trà sen Huế, nón lá sen Huế đều là những món quà ý nghĩa dành tặng người phương xa. Mình cũng đã đi rất là nhiều vùng sen nổi tiếng của cả nước để tìm hiểu về cái chất liệu. Thì khi mà có một cái điểm chung ở những cái dạng sen ở ngoài Bắc ấy, là những cái sen như vậy thì nó sẽ lên cái mùi hương của nó rất là tốt, rất là nồng và rất là đường. Và khi mà mình làm đến cái phẩm sen Huế thì mình là cảm thấy ô, trên cái nền sen nó cũng có những cái điểm chung về đặc trưng về mùi vị, thì sen Huế của mình lại có một cái mùi rất là khác luôn. Và đặc biệt là những cái sen mà trồng ở cái hồ Đài Nội và trồng ở hồ Tịnh Tâm, thì khi mà vào trà rồi thì cái hương của sen nó lên nó rất là thanh nhã, nó rất là nhẹ nhàng. Khi mà bạn nhấp một cái ngụm trà sen Huế và uống rồi thì các bạn sẽ có cảm giác, một cái cảm giác nó rất là thanh thoảng, dễ chịu. Khi mà khách tới Huế thì đặc biệt là khách du lịch thì người ta rất là có nhu cầu là được thưởng thức cái mùi vì cái hương vì cái nét văn hóa của xứ Huế mà qua cái sản phẩm trà sen. Bên cạnh những giá trị mang lại trong cuộc sống, đề tài nghiên cứu của cô Hoàng Thị Kim Hồng còn chứa đựng một hàm lượng khoa học lớn. Từ công trình này, 297 đoạn gen sen Huế đã được công bố trên ngân hàng GenBank. Và toàn bộ cơ sở dữ liệu về gen sen Huế đã được đưa vào cơ sở dữ liệu gen của ngân hàng này. Từ những thành tựu mà đề tài mang lại, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Kim Hồng cùng cả cộng sự đã xuất sắc đạt giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 10 năm 2020. Thì tôi cho rằng đây là một đề tài, nó có giá trị về mặt khoa học, có giá trị về mặt thực tiễn. Và đặc biệt ở Huế đấy thì nó có những giá trị về mặt văn hóa, tâm linh. Bởi vì cây sen ấy là giống như là cái hồn cốt của dân tộc Việt Nam mình vậy. Nó rất là thanh tao, nó đẹp và nó lại quý. Nó còn có những cái giá trị về mặt chữa bệnh, về mặt ẩm thực. Cho nên cái việc mà bảo tồn lại những cái giống sen ở Huế là một việc rất là quan trọng. Và chúng tôi cũng đã tiếp xúc và cũng như các cơ quan ban ngành cũng đã làm việc trực tiếp để có thể áp dụng triển khai thực tế vào thực tiễn. Và trong cái tinh thần chỉ đạo chung thì chúng tôi sẽ gắn kết những cái đề án nghiên cứu cùng với chính quyền địa phương để làm sao chúng ta áp dụng triển khai một cách thực tiễn vào từng cái khu vực để đây là tiền đề để xây dựng cái thương hiệu sen Huế cũng như phát triển cái trung tâm sen Huế tại Thừa Thiên Huế. Một không gian đẹp và thơ của hồ Tịnh Tâm với những cảnh sen Huế đung đưa khoe sắc đã trở về, khơi gợi từng câu chuyện lịch sử cùng những tuyệt phẩm của tiền nhân về sen hồ Tịnh. Từ đây, giống sen Huế đang tiếp tục được nhân rộng hơn nữa, phủ khắp các hồ trong và ngoài thành nội cũng như những địa bàn phụ cận. Để khi đến với Huế, du khách có thêm những địa điểm thưởng lãm sen Huế vô cùng lý tưởng. Và khi chia tay miền đất cổ đô, cũng không quên mang theo những món quà từ sen, gói gọn tâm tình của người dân xứ Huế.